Hôm nay thì em Hương sẽ lên sóng và báo giá về một chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất vào năm 2012 và với động cơ trang bị chỉ có 1.6 thôi. Em mới nhập được của một bác cùng tỉnh của em Hương luôn nhé. Lên đời xe nên là đã để lại cho em Hương chiếc xe Chevrolet Cruze form dáng sedan hai đầu rất là đẹp. Xe thì trang bị có cho em là đèn pin salon này, có dải đèn led này. Các bác nhìn bộ mâm của em nó thì cực kỳ xịn sò luôn. Khi mà lăn bánh những chiếc sơn, những cái màu sơn ở cái màu mâm kia rất là đẹp luôn các bác này. Trang bị phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước với một dàn lốp còn rất là dày dặn và đẹp luôn. Đây các bác nhé, đây sơn nhìn lên màu rất là thể thao, xi nhan được tích hợp chân hông. Với động cơ trang bị 1.6 em này là bản lắp ráp trong nước các bác nhé. Xe thì cực kỳ cứng cáp và sạch sẽ luôn. Quay chi tiết từng con ốc để khách hàng nhà mình có thể nhìn kỹ hơn được về chất lượng xe. Qua lời nói, qua hình ảnh, qua video mà em Hương gửi, các bác có thể yên tâm chốt cọc sở hữu bên em ạ. Cọc 10 triệu là có xe, ship về tận nhà khách hàng nhà mình. Xe được trang bị cho em là màn hình OLED, ghế da cao cấp. Phần dưới có thêm thảm cao su lon và thảm 3D cực kỳ sạch sẽ và thoáng mắt. Hàng ghế 2 thì cực kỳ sắc nét luôn. Một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2012 giá chào bán chỉ với giá 258 triệu. 258 triệu các bác nhìn này. Từng con ốc không hề bị vặn mở, móc khóa còn giặt sạch sẽ như thế này, sáng choang như thế này. Ghế da cao cấp căng mọng, túi khí an toàn trang bị hai túi khí an toàn này. Bên ghế phụ và bên bác tài thì đều có túi khí an toàn nhé. Gương kính cũng cam kết luôn cho mình là không bị thay. Liền đời của xe luôn các bác nhé, đời 2012. Bốn quả loa to bản trang bị ở bốn cánh cửa này, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình. Hàng ghế da căng mọng vì đã thiết kế bản sedan hai đầu lên khoang, hàng ghế rất là rộng rãi luôn. Đây là cái ghế này, ghế phía trước này đang dồn hết cỡ về phía sau đấy ạ, nên là nhìn nó như thế chứ không nó rộng lắm ạ. Trần là trần lỉ nguyên zin các bác nhé, đạch móc khóa đây cực kỳ xịn sò luôn, sáng choang này. Táp ly không hề bóng, không hề mòn, bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin, đều là keo chỉ zin đẹp rồi. Bản sedan hai đầu với những đường dập lỗi trên thân xe được cực kỳ sắc nét, đứng ở góc nghiêng như thế này để khách hàng nhà mình có thể nhìn được tổng thể bên ngoài sơn vỏ của xe. Đó, mở cửa này, mở khoang cốp này, mở khoang cốp các bác dùng khóa khiển cho em. Phía sau xe thì trang bị cho em đây ạ, cam lùi phía sau này các bác nhìn này, cam lùi phía sau lại cam lùi phía sau nữa, hai mắt và có thêm lắp bô líp bô thể thao rồi. Khóa khiển nhá, điều dụng khóa khóa khiển cho em, mở khoang cốp với bản sedan hai đầu như thế này. Khoang hành lý phía sau xe thiết kế bản sedan cực kỳ rộng rãi cũng như là sạch sẽ nhé. Lốp sơ cua và dụng cụ tăng kích lốp vẫn còn nguyên và đầy đủ cho em đây ạ. Phía sau bác chủ cũ còn độ thêm mấy cái đèn này này. Thảm chống nóng giảm nhiệt, khoang cốp còn nguyên và đẹp cho em. Máng nước hai bên cũng không hề bị rách vỡ rồi, không hề bị mục mọt. Các cái lốt cắt còn rất là sâu, còn rất là đẹp luôn. Đứng sang bên đây các bác nhìn này, form dáng rất là xịn xò luôn cho một chiếc xe Cruze đời 2012 giá chào bán 258 triệu. Động cơ trang bị là 1.6. Như bác nào quan tâm thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Sơn xi sạch đẹp, máy số ngon, nội thất bên trong cũng gọn gàng sạch sẽ. Bên ngoài thì có một bộ mâm bằng hợp kim rất là đẹp luôn. Em này order chuẩn đây ạ, order chuẩn là 8 vạn, 8 vạn 7 các bác nhé, đời 2012. Như vậy là các bác chủ cũ chạy cũng vừa phải thôi, không quá là nhiều. Từng cái như là cái cần số này, các cấp của nó này nhìn còn sắc nét, áo da không hề bị bòn, không hề bị bóng này. Tay phanh cũng vậy luôn, không hề bóng, không hề mòn. Sấy sợi kính đầy đủ rồi, lấy gió trong ngoài, điều hòa mát lạnh, vô lăng thiết kế 3 chấu và có túi khí an toàn. Gương kính thì tất nhiên là cụp chỉnh tự động rồi ạ, cụp chỉnh tự động luôn. Quay bên trong bên ngoài rồi thì em sẽ quay cho mình xem bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe, nó hay còn gọi là trái tim của chiếc xe. Đó chính là khoang động cơ máy móc của xe nhé. Đây, dàn lốp dày dặn theo xe, ốp hết tay đóng cửa cũng như là đèn pha phía trước rồi. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2012 giá chào bán chỉ có 258 triệu thôi. Máng nước hai bên quay chi tiết khách hàng nhà mình, sạch sàng gọn ghẽ này. Nước làm mát này, động cơ máy móc đây các bác nhìn này, hệ thống này rất là dễ nhìn. Dòng Chevrolet Cruze này nhìn máy móc rất là dễ luôn, hai bên này cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, ngay cả những cái phần ốc như thanh ngang này, khung răng sắp xi cũng không hề bị vặn mở nhá, không hề bị đâm sô hay là ngập nước, đấy là cam kết và khi các bác mua xe bên em.
keo chỉ zin lắp cabo luôn các bác này, các cái lốt cắt hay cái bấm đinh tán còn cực kỳ đẹp luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay và báo giá, quay rất là chi tiết cũng như là báo giá công khai một chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất vào năm 2012. Giá chào bán là 258 triệu. Những bác nào quan tâm về chiếc xe Chevrolet Cruze của em Hương, nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.